Hello, mấy chị. Hôm nay em lại quay trở lại với một video clip mới. Thì á là rất là nhiều chị khúc sau này nè, mua cái bộ thanh xuân em đang để trước mặt này. Mua cái bộ thanh xuân này của em. Rồi á là em đã giao, em cũng có gửi một cái hướng dẫn sử dụng bộ thanh xuân này. Nhưng mà một số chị nói là vẫn không thấy video clip mà hướng dẫn chăm sóc da của Quyên đâu hết. Thì bây giờ Quyên hướng dẫn trở lại thì thật sự mấy hôm nay em không có thời gian. Bất thân rất mong là mấy chị thông cảm, bởi vì thực sự là mấy hôm nay không có thời gian, là bởi vì em phải sale đồ cuối năm gom tiền mấy chị, cuối năm gom tiền về quê ăn Tết đó. Cho nên đó là em thực sự là không có thời gian để mà em giới thiệu, em hướng dẫn kỹ được cho mấy chị cách chăm sóc da. Thì tối nay là nhân là hôm nay là cái lịch để mà em làm tất cả các bước, tối nay là cái lịch làm tất cả các bước chăm sóc da của em luôn. Thì là em sẽ lại quay, em tranh thủ vừa bên cạnh nó vừa quay video clip này để mà em hướng dẫn thêm cho mấy chị cái cách để mà mình chăm sóc da để ăn Tết. Vì cái mùa Tết này đó là cái mùa mà coi như phải nói là cực kỳ tốt để cho cái việc chăm sóc da của mình. Vì sao? Với một số chị em không biết là Tết nhất đó có thể là bận rộn, nhưng mà với em á, khi mà từ giờ em chỉ bận từ trước Tết, tức là bận từ hôm nay cho tới 30 Tết, còn từ mùng 1 chỉ đi là em rất rảnh, em có làm gì hết trơn á, em không có khách khứa rồi gì nhiều hết. Cho nên là những cái ngày Tết là những ngày em dành thời gian để em chăm sóc da. Và đặc biệt là những ngày Tết là những ngày em rất là chăm chút cho việc chăm sóc da. Bởi vì sao? Thứ nhất, nguyên một năm trời thì mình dành cái thời gian ngày Tết để mà mình làm, để mà mình xả stress. Xả stress bằng cách là mình tận hưởng đi. Mình tận hưởng cái việc chăm sóc da, mình chăm sóc da mình này, mình có thể là nghĩ tới việc mình sẽ đi chơi hay là cái gì đó. Thì bên cạnh những cái việc đó thì em sẽ chăm chút cho cái việc chăm sóc da hơn về mùa Tết. Vì sao? Vì có rất là nhiều chị không có biết những cái nguy cơ, những cái nguy cơ của ngày Tết. Thứ nhất là mình đi chơi nhiều, mình sẽ rất là dễ vội vàng ra đường và không có hề chăm sóc da, không có hề bôi kem chống nắng, không có hề bôi kem dưỡng trắng da ban ngày. Mình chỉ phơi cái mặt đó hoặc là mình có thể trang điểm một chút và mình đi ra đường mà mình lại quên mất là mình phải chăm sóc da như thế nào, mình phải 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 phải, phải bảo vệ da đã trước khi mình đi ra đường như thế nào. Nói chung gần như rất nhiều chị quên cái chuyện đó luôn. Cho nên đó là cái mùa này, cái mùa Tết này là cái mùa mà mình phải chăm chút hơn, mình phải chú tâm hơn về cái chuyện đó. Bên cạnh cái việc ban ngày, vì với lại là những cái ngày Tết thường là mấy chị hay phải đi phải 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 trang điểm, thì là mấy chị phải càng chăm chú ý về cái việc chăm sóc da ban đêm. Vì sao? Vì mình trang điểm nhiều thì da của mình nó sẽ có hại nhiều, nó hại da nhiều thì mình phải chăm sóc cho kỹ để mà mình bù lại cái đó. Và mình đi qua đường nhiều, mình đi đường nhiều thì mình sẽ bị nắng nhiều, bụi nhiều thì nó cũng sẽ ảnh hưởng tới làn da của mình, thì ban đêm mình sẽ phải chăm chút hơn. Cho nên là bây giờ chị nào mà chưa có, đang thiếu bước nào thì nên đầu tư cho mình bước đó. Bên cạnh đó là nghe những cái bước chăm sóc da của em và thực hiện theo, thì mấy chị sẽ không những là cái mùa Tết là mình có một cái làn da đẹp, mà sau Tết người ta vẫn thấy mình đẹp, mọi người luôn thấy ồ sao dạo này đẹp, dạo này trẻ. Đó là điều mình cảm thấy rất là sung sướng, đúng không mấy chị? Được khen đẹp là phụ nữ chỉ được thích được khen đẹp thôi, khen đẹp khen trẻ là sướng nhất rồi, đời vậy thôi. Những chuyện cuộc đời chứ những chuyện nhỏ nhặt vậy thôi là sung sướng, đúng không mấy chị? Rồi ok, bây giờ em sẽ bắt đầu với cái bước chăm sóc da của em. Thì em sẽ nhắc lại một lần nữa, tức là chăm sóc da nó sẽ có 3 phần. Nó sẽ có 3 phần. Làm phần thứ nhất là phần làm sạch, phần thứ hai là phần chăm sóc da, và phần thứ ba là phần dưỡng, là phần thứ nhất là phần làm sạch, phần thứ hai là phần dưỡng da, và phần thứ ba là phần bảo vệ. Em nói tầm em lúc nãy em nói nhầm. Chăm sóc da thực ra gọi chăm sóc da cũng đúng và kiểu dưỡng da cũng đúng. Thì là thứ nhất là làm sạch, thứ hai là dưỡng da, và thứ ba là bảo vệ. Nhớ nhầm em nha mấy chị, không bao giờ được quên. Thì làm sạch là gồm những cái bước nào? Làm sạch là rửa mặt, tẩy trang, rửa mặt và tẩy tế bào chết. Nhớ giùm em này, làm sạch là có tẩy trang, rửa mặt, tẩy tế bào chết. Tẩy trang và rửa mặt ngày nào cũng phải làm cho em, không được quên. Không được quên, dù có trang điểm hay không trang điểm vẫn phải tẩy trang và rửa mặt, mình rửa mặt. Còn tẩy tuần tẩy tế bào chết 1 tuần từ 2 lần trở lên, 2 đến 3 lần, nhiều lắm là 3 lần. Còn bình thường tốt nhất thì làm chỉ làm 2 lần thôi. 3 lần là những chị nào giống như là đi nhiều quá, đi bụi này kia quá nhiều, hoặc là tuần đó là mình cảm thấy là mình đi ra đường nhiều quá rồi mình có bụi đất rồi này kia đại loại như vậy thì mình mới mới 3 lần. Còn không thì chỉ 2 lần thôi, tẩy trang chỉ 2 lần 1 tuần thôi nha mấy chị. Thì cái bước đầu tiên là cái bước tẩy trang thì phải luôn luôn có, không bao giờ quên giùm em, không bao giờ được phép quên. Vì bước tẩy trang là bước cực kỳ quan trọng. Da của mình không hề sạch mấy chị, tức là mình tưởng tượng thôi, mình nghĩ là mình không có làm gì hết, mình đâu làm gì đâu, mình ở nhà không, mình đi đâu đâu, mình cũng trang điểm, việc gì phải tẩy trang, không hề không hề. Em sẽ chứng minh cho mấy chị thấy là
sự thật là da của chị có dơi không, có dơi không. Da mặt em hiện tại là da sạch nha mấy chị, không có trang điểm, không hề trang điểm nha mấy chị. Em chỉ kẻ mắt và em son môi thôi, không hề trang điểm. Nhưng mà em sẽ chăm chị xem là cái da em nó có dơ hay không nha. Thì bây giờ là đầu tiên, bước đầu tiên sẽ là bước tẩy trang. Thì là sẽ có hai cách để mấy chị tẩy trang nha. Mấy chị có thể tẩy trang bằng tinh dầu bơ cũng được, tinh dầu bơ này cũng được. Hai là có thể tẩy trang bằng nước tẩy trang chuyên dụng của Hàn Quốc này cũng được nha mấy chị. Sao cũng được hết, nhưng mà em sẽ phân biệt cho mấy chị như thế này. Tức là những cái chị da dầu, những chị da dầu và da mụn thì phải dùng nước tẩy trang chuyên dụng cho em, không dùng tinh dầu bơ. Còn những cái chị mà hôm nào mình trang điểm, mình vẫn phải dùng nước tẩy trang chuyên dụng. Nếu chị trang điểm mà chị không dùng nước tẩy trang chuyên dụng, mà chị chỉ dùng tinh dầu bơ thì nó sẽ không có tẩy sạch hết được. Nó vẫn tẩy được chứ không phải nó không tẩy được. Nó không tẩy được là không đúng. Nó vẫn tẩy được nhưng nó không có tẩy hết được tất cả các chất dơ từ bên trong để mà mình có thể lấy được hết tất cả chất dơ ra, thì nó sẽ chậm hơn nha mấy chị. Cho nên là mấy chị, nếu mà mấy chị tẩy trang á, thì có thể sử dụng cái nước tẩy trang chuyên dụng này. Em xài gần hết cái chai này luôn, xài gần hết cái chai luôn mấy chị. Nhưng mà hôm nay em sẽ sử dụng, em sẽ tẩy trang bằng tinh dầu bơ. Vì sao? Vì thật sự cái mùa hanh này, mùa khô này, cái da nó khô, nó hơi khô, nó hơi khô khô một tí, thì em muốn sử dụng tinh dầu bơ để mà em tẩy trang, để mà cái da em nó dịu một tí, nó dịu một tí nó vẫn tốt hơn ha mấy chị ha. Thì bây giờ em sẽ tẩy trang cho mấy chị xem, để xem cái da mặt em nó có sạch hay nó dơ cho mấy chị xem. Không hề trang điểm nha, không trang điểm. Thì đây là cái miếng ngon tẩy trang em nặng ngon chảy trang cơ, thì nó hơi vàng vàng như thế này nha mấy chị. Bây giờ em sẽ tẩy trang. Em sẽ không chùi lên mắt rồi, tại vì nếu chùi lên mắt rồi là mấy chị sẽ nói là tại vì có màu mắt cho nên nó xấu, vì cái mắt cho nên nó đen. Chứ còn mặt làm gì mà dơ. Dạ. Mấy chị nhớ nha. Tẩy trang thì cũng phải vuốt lên trên nha, đừng có vuốt xuống sệ mặt nha mấy chị. Sệ mặt nha. Đây, mấy chị hãy nhìn đây miếng bông tẩy trang. Bây giờ nó đã đen thui rồi. Nó không còn cái màu xanh lúc nãy nữa. Cho nên là không hề sạch nha mấy chị. Da mặt mình không hề sạch. Đây nè, nó rất là đen, không biết mấy chị có nhìn thấy rõ không? Rất là đen thui, tại vì em đang ngồi trong phòng nó hơi tối. Không có cái đèn sáng, nó hơi đèn ở trong phòng em nó hơi tối một tí, nó không có được sáng lắm. Đó. Đây. Sau lần thứ hai vẫn rất dơ, một cái miếng thứ hai vẫn rất dơ. Cho nên là mấy chị đừng nghĩ là mình không trang điểm thì da mặt mình không dơ nha. Vẫn dơ, mấy chị đây là bị dơ đen này, chứ không phải là mấy chị thấy nó đen thui, chứ nó không phải là cái kiểu là giống như cái mặt mình, mặt em không phải là có trang điểm đúng không? Lớp trang điểm là nó sẽ ra lớp phấn, còn này không còn, tao không có nè. Chỉ là cái lớp dơ bụi dơ, đất dơ thôi. Cho nên không tẩy trang là không được. Tẩy đi để cho nó ra hết tất cả các lớp bụi đất của mình, sau đó là mình đi rửa mặt. Nha, mình rửa mặt và sữa rửa mặt. Cái tinh dầu bơ này nó có thể tẩy trang được cả cả cái cả tẩy trang con mắt, mấy chị thấy không? Mấy chị thấy em tẩy trang được mắt luôn không? Đó. Rất là an toàn. Nếu mà bạn nào không có, chị nào mà không có cái tẩy trang, cái loại mà tẩy trang mắt, thì mình có thể dùng dầu bơ để tẩy trang mắt được. Đó. Đen thui là đó. Em lấy hết, tẩy trang được hết màu mắt luôn ha. Quên. À, kẻ mắt luôn mấy chị thấy không? Mắt và môi. Kể cả và tẩy trang cả môi luôn. Tinh dầu bơ này á là giống như thần dược vậy mấy chị. Nó giống như là một cái hình thức để nó nuôi cái da của chị. Gần như khách của em chị nào cũng có tinh dầu bơ hết á. Nó giống như một cái chăm sóc từ gốc. Chăm sóc ở dưới gốc, gốc da. Đó.
em đã tẩy trang xong. Bây giờ cái mặt em là nó rất là dầu vì em tẩy trang bằng cái tinh dầu bơ này. Thì bây giờ sau khi mình tẩy trang xong thì mình sẽ đi rửa mặt nha mấy chị. Em sẽ đi rửa mặt bằng nước bằng sữa rửa mặt nha. Em sẽ rửa mặt bằng sữa rửa mặt này, sữa rửa mặt của Hàn Quốc này, rất là ok. Sữa rửa mặt này á là lúc trước em rất là sợ sữa rửa mặt vì em nó dị ứng, cho nên bất cứ sữa rửa mặt nào nó cũng dễ khiến em dị ứng hết á. Nhưng mà sữa rửa mặt này không hề bị dị ứng, em xài không hề dị ứng nha. Cái mặt em sau khi bôi tinh dầu bơ xong là nó mịn như này. Rất là nhiều chị xài tinh dầu, chỉ xài một tinh dầu bơ thôi, đó những cái chị nào mà da mà nhạy cảm quá là mấy chị chỉ dưỡng da bằng tinh dầu bơ thôi vì nó rất là an toàn. Thì khi mà mấy chị cứ chăm sóc da bằng tinh dầu bơ một thời gian, khi mà nó da mấy chị nó ổn định rồi, nó ổn định rồi thì mình sẽ xài tới các sản phẩm khác. Tinh dầu bơ nó chỉ có nó tác dụng của nó là nuôi chăm sóc da và nuôi da, nó lại không có tác dụng làm trắng. Cho nên mình muốn trắng, mình muốn chống lão hóa, mình muốn nâng cơ, mình muốn cắt kể các khác thì mình phải sử dụng những sản phẩm khác đó. Thì tinh dầu bơ nó nuôi giống như nó nuôi từ bên trong vậy, giống như da của mình đó, nó đói thì nó cho giống như cơm vậy mấy chị, nó giống như cơm vậy. Còn những cái sản phẩm này giống như gia vị, nó giống như là thức ăn rồi cái kiểu đó như vậy. Em so sánh như vậy là nó dễ hình dung nhất. Rồi bây giờ em sẽ đi rửa mặt bằng cái sữa rửa mặt này ha. Em này em đã làm ướt mặt rồi, em mới làm ướt mặt xong thì mình sẽ bôi lên trên mặt, mình sẽ cho kem lên trên mặt như thế này. Mình sẽ một ít lên trên cái máy rửa mặt. Cái này là máy rửa mặt của em hả chị? Đó. Nâng cơ. Hôm nay rửa mặt chứ không phải nâng cơ. Máy rửa mặt này là em chỉ dùng để tặng thôi chứ em không bán. Em tặng thôi. Chị nào mà bây giờ lên đơn trên cái clip này của em này, lên đơn cho em từ 2 triệu, hóa đơn từ 1 triệu 650 trở lên là em sẽ tặng cái máy rửa mặt. Em sẽ tặng cái máy rửa mặt này. Chị thấy không? Rửa rất là sạch luôn. Rửa rất là sạch luôn. Nó rung nè mấy chị thấy không? Nó có độ rung nữa. Đó, mấy chị nghe tiếng rung rung không? Mà mình nhớ nha, đẩy ra nha mấy chị. Rất sạch thứ luôn mấy chị luôn. Sạch hơn hẳn cái chuyện mình xài tay rất nhiều. Đó. Đó, bây giờ em sẽ ra em rửa xong rồi, giờ sạch rồi. Em sẽ ra em rửa mặt đi. Đây, em đã rửa mặt xong. Sau khi rửa mặt xong là cái mặt rất là mịn mấy chị, rất là mịn luôn. Thì sau khi mình rửa mặt xong á thì mình sẽ tẩy tế bào chết. Thì mấy chị nhớ giùm em, cái bước tẩy tế bào chết này á là một tuần chỉ dùng 2 lần thôi, nhớ giùm em nha. Rất là nhiều chị có cái tư duy rất là thú vị đó, là nói là việc gì phải tẩy tế bào chết, tẩy tế bào chết chi cho nó mỏng da. Ủa, mấy chị tẩy tế bào chết mà mấy chị có tẩy cái gì của da đâu mà nó mỏng da? Mấy chị mỏng da, mấy chị làm gì mỏng da? Mấy chị xài kem trộn nó mỏng da, nó xài kem trộn mỏng da này, rồi là mấy chị đi 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 nắng nhiều nó cũng mỏng da. Còn cái chị tẩy tẩy tế bào chết đâu có liên quan đâu mà mỏng da, nó lấy cái lớp tế bào chết bên ngoài của da mấy chị nó đi. Nhưng mà chị không có tẩy nhiều, bởi vì tẩy nhiều thì là vì sao không nên không có tẩy nhiều, vì tẩy nhiều quá thì nó sẽ lấy đi cái lớp dầu của da mình, thì nó không có còn, nó làm cho cái da mình nó mất cái lớp dầu, mất cái gốc dầu mà cái dầu dầu tự thân của nó thì nó không có tốt thôi, chứ còn nó đâu có hề làm mỏng da hay gì đâu. Và rất là nhiều chị cho rằng là tẩy tế bào chết là cái bước rất không cần thiết, và em nói thẳng với chị nó là một trong những bước rất cần thiết nếu chị nào thích trắng. Chị nào thích dưỡng trắng mà không tẩy tẩy tế bào chết thì mấy chị cứ việc đắp lên mặt nhà mình kem cho nó nhiều rồi cho nó chăm cho nó nuôi cái tế bào chết đó, chứ nó đâu có nuôi da của mấy chị mấy đâu. Cho nên á là chị nào thích trắng thì phải có tế bào tẩy tế bào chết. Còn nếu như mà không có tẩy tế bào chết thì mấy chị cứ dưỡng trắng cỡ nào nó cũng trắng mấy đó, nó thiệt vì nó không có đúng. Rất là nhiều chị cứ hỏi em là Quyên ơi em xài cái gì da đẹp, em không có xài một cái gì đó mà là em xài một quy trình, em sử dụng nguyên một quy trình, tất cả mọi thứ là một quy trình, chăm sóc da là một quy trình rõ ràng, nó là quy trình chăm sóc da chứ không hề, nó không hề nói là có một loại kem dưỡng chăm sóc da, không có, đúng không mấy chị? Rất rõ ràng nó sẽ hỏi nó tất cả mọi thứ đều sẽ nói là các bước chăm sóc da chứ không có nói là kem chăm sóc da, không có, chỉ có kem dưỡng thôi. Thì dưỡng chỉ là một bước dưỡng da, và trong khi cái quy trình chăm sóc da của mình nó gồm có rất là nhiều bước luôn. Cho nên là mình không có được, mình đừng nhầm lẫn những cái đó. Đừng để cho một số người họ họ làm cho mình là kiểu như họ họ đánh tráo, dùng từ là em dùng từ là đánh tráo khái niệm, là có một số người là họ nó chỉ cần xài một cái kem dưỡng đó thôi là nó sẽ đẹp hết. Không hề,
không có kem dưỡng nào mà đánh một cái kem dưỡng nó mà nó đẹp hết đó mấy chị. Có thể thời điểm nó đẹp nhưng mà về lâu về dài thì nó sẽ như thế nào. Mình cần một cái vẻ đẹp lâu dài và bền vững, tức là mình cần một cái làn da khỏe lâu dài, khỏe bền vững, chứ không phải là một cái làn da trắng. Nếu mà thật sự mấy chị cần trắng á, em nói thiệt luôn, có rất là nhiều kem kem làm trắng dễ lắm, nhưng mà trắng mà khỏe, mà khỏe mà không có bệnh, không có bị đau, da không có yếu, bất cứ sản phẩm nào mình cũng đều xài được, mình trang điểm thì luôn luôn đẹp, thì đó mới gọi là cái điều quan trọng. Chứ còn nếu như mà để mà gọi là dưỡng cho trắng thì thiếu gì sản phẩm dưỡng trắng, đúng không mấy chị? Cho nên đừng hỏi em nguyên bôi cái gì đẹp, không có, em không có bôi cái gì đẹp hết á, mà là em có bôi nguyên một quy trình. Thì mấy chị có muốn nghe em cái quy trình đó không, có muốn theo cái quy trình đó của em hay không? Còn đừng hỏi em là Quyên ơi em có em bôi cái gì đẹp, em sẽ không có câu trả lời cho mấy chị, vì thực chất em chả biết là cái gì để mà cha đẹp, mà một cái gì mà có thể bôi một mình nó mà đẹp ngay được, em không hề có cái sản phẩm đó, cho nên không bao giờ có thể hướng dẫn cho mấy chị được. Thì cái bước thứ ba của cái bước của cái việc làm sạch đó là tẩy trang, tẩy tế bào chết, em xin lỗi em đọc nhầm, em nói nhầm, tẩy tế bào chết thì một tuần mình chỉ làm 2 lần thôi. Và cái đó là nó cũng là một trong những cái bước đầu tiên của việc bắt đầu chăm sóc da của mình ban đêm. Chăm sóc da ban đêm nó sẽ gồm những cái bước như vậy. Thì bây giờ em sẽ tẩy tra, tẩy tế bào chết 1 tuần 2 lần nha chị. Em sử dụng kem tẩy tế bào chết này, thì này là của Hàn Quốc luôn, kem tẩy tế bào chết Hàn Quốc luôn. Thì cái da mặt mình khô như thế này nha mấy chị, mình sẽ lấy kem ra, mình bôi lên mặt nè. Bôi cho mấy chị xem, xem thử cái mặt mình nó có sạch hay không. Đấy, da khô để lên nha mấy chị. Đây, mấy chị thấy cái mặt em nó ra ghét không? Ra giống như ra ghét không? Đấy, đó. Ra giống như ra ghét vậy đó, mấy chị thấy không? Đặc biệt là khu vực bên mũi nha, những cái chị nào mà bị mũi có mụn đầu đen á, hả? Đó. Đó, mấy chị thấy không? Ra y như ra ghét luôn đó. Mà cứ kêu sạch, sạch ở đâu? Trong khi em mới vừa tẩy trang xong, em mới rửa mặt xong đó, thấy không? Tế bào chết thì nó luôn sinh ra, ngày nào nó cũng sinh ra hết đó mấy chị. Đó. Kể cả da mặt, kể cả da body luôn có tế bào chết, thích dưỡng trắng thì phải tẩy tế bào chết. Còn nếu không tẩy tới là chết thì không có đẹp được, không có trắng được. Mấy chị thích trắng cũng không trắng nổi, thiệt. Mấy chị thích trắng cũng không trắng nổi, vì nó dưỡng cái tẩy tới bà chết bên ngoài trước. Chồng em cũng ké mà, ông tẩy tới bào chết ké, sửa mặt ké, ổng là chuyên gia ké. Đấy đó, sau khi mình massage hết mặt mình rồi mấy chị, giờ mình đi rửa nha, mấy chị sẽ thấy một sự khác biệt sau khi mình tẩy tới bào chết. Đây là em đã rửa mặt xong rồi, sau khi mấy chị rửa mặt xong, sau khi mấy chị tẩy tới bào chết xong, chị rửa mặt sạch xong, mấy chị sẽ thấy da mặt của mình rất là láng. Bữa nào mấy chị làm thử em chỉ cho, tức là mấy chị muốn biết, muốn thử á, mấy chị tẩy tế bào chết một bên chừa lại, xong cái mình rửa cái bên này, mình sẽ rờ hai bên, mình sẽ thấy cái bên mà mình tẩy tế bào chết xong nó láng hẳn so với bên kia, rất là thích luôn, cực kỳ thích. Và mấy chị thường xuyên tẩy tế bào chết 1 tuần 2 lần cho em, da của mấy chị mới hấp thu những cái dưỡng chất của những cái sản phẩm sau, khi những cái bước dưỡng da khác cực kỳ tốt, nó sẽ hấp thụ hết tất cả những cái bước dưỡng da khác rất tốt nha, hứa luôn. Đó, thì sau khi mình tẩy tế bào chết xong thì hôm nay là em sẽ có lực đắp mặt nạ. Em sẽ đắp mặt nạ nhau thầy cừu. Thì em thấy theo em á, là cái sự phát hiện cái mặt nạ này á, là một cái, em thấy một trong những cái phát minh mà giúp cho cái việc chăm sóc da của phụ nữ nó nhẹ nhàng và nó hiệu quả rất là nhiều. Vì sao? Vì mấy chị đắp mặt nạ, một lần mấy chị đắp mặt nạ là bằng 3 lần mấy chị bôi kem dưỡng. Đó là em nói thiệt. Vì sao? Vì nó cái mặt nạ nó có cái giấy và nó áp cái giấy cái lên mặt mình đó. Cái giấy đó nó làm tất cả các dưỡng chất của cái serum ở trong cái mặt nạ này nè, làm cho tất cả dưỡng chất của mình nó hấp thu hết vào trong da của mình, gần như hấp thụ hết vào da của mình. Cho nên da của mấy chị sau khi mấy chị đắp mặt nạ xong, mấy chị sẽ thấy da của mấy chị nó căng và nó mượt, nó đẹp hẳn.
và nó sẽ chăm sóc từ sâu, chăm sóc sâu vào bên trong luôn, chăm sóc thẩm thấu vào sâu bên trong và nó chăm sóc từ bên trong chăm sóc ra. Cho nên thật sự mà nói, để mà trắng mà đẹp, mặt da căng bóng thì mà chị không thể thiếu mặt nạ. Thật sự rất là nhiều chị kêu lắp mặt nạ làm chi, mặt nạ làm gì, không cần thiết. Hoặc là mua kem dưỡng sướng hơn, đắp mặt nạ chi phí. Nhưng mà thực ra nếu chị đừng quá tính, đừng 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 tính như vậy á, thì mình tính đơn giản thôi. Ví dụ như một ngày mình có thể chấp nhận mình bỏ ra 20.000 cho mặt nạ, thì mấy chị sẽ thấy ta rất là nhẹ nhàng. Và nói thiệt, rất là nhiều chị hỏi em là mặt nạ của em tại sao cái giá nó cao như vậy. Thật sự mấy chị tin không, lúc đầu tiên thật sự em cũng thấy mặt nạ cao thiệt, mặt nạ này em thấy nó cũng hơi cao, thế là ủa sao cũng cái mặt nạ này giá nó cũng cao. Nhưng mà khi em xài rồi mới thấy đắt sắt ra miếng, đúng nghĩa đắt sắt ra miếng. Vì sao em nói câu đó? Vì cái mặt nạ này, cái giấy mặt nạ nó hoàn toàn khác nhưng mà các loại khác, nó không hề giống và nó ôm sát trong mặt của mình, nó ôm sát vào trong mặt của mình. Để bây giờ em mở ra em cho mấy chị xem, rồi là em sẽ so sánh cái sự so sánh cho mấy chị dễ hình dung. Tại vì rất là nhiều chị hỏi em mà em thực sự em không có thời gian để em trả lời, em không có thời gian trả lời. Miếng mặt nạ như thế này, nó rất là nhiều serum nha, nó có rất nhiều serum. Thực sự khi mình áp cái miếng mặt nạ lên mặt, cảm giác giống như mình giống như cái làn da, giống như mình khát nước mà mình được uống nước, một ca nước vậy đó chị. Tức là cái làn da của mình nó giống như nó cảm thấy nó được uống nước vậy. Cái đắp mặt nạ nó giống như cho da uống nước. Ví dụ như mấy chị ăn cơm, mấy chị ăn cơm, mấy chị ăn thịt, mấy chị cá thì mấy chị cũng phải uống nước. Vì da của mình nó không uống nước là nó chết liền. Mình cũng vậy. Mấy chị có thể nhịn ăn 3 ngày, chứ mấy chị không thể nhịn uống một ngày. Mấy chị nhịn uống nước một ngày là mấy chị có thể lên đường, chị có thể đai rồi, đúng không chị? Nhưng mà mấy chị có thể nhịn ăn trong vòng 3 ngày. Thì mặt da của mình cũng vậy, rất là nhiều chị không có cho uống nước, không có chăm, không có đắp mặt nạ vì không có thuốc, không đắp mặt nạ, không không cấp nước cho da, không uống nước luôn. Nhiều chị không uống được nước luôn, nhiều chị là nói là không thích uống nước. Trời ơi, vậy thì làm sao mà da đẹp được? Không uống nước thì da không bao giờ đẹp nổi chị nha. Một ngày mấy chị phải uống cho em là ít nhất là phải 2 lít nước, còn không uống được nước thì da không bao giờ đẹp nổi. Thực ra cái người Việt mình á có cái tư duy là hỏi ngược, hỏi ngược. Nhưng mà tại sao mấy chị không hỏi xuôi, hỏi xuôi là như thế nào? Cái miếng mặt nạ này của em tính ra nếu như mấy chị mua một liệu trình, thực ra nó có 60, nó tầm 60.000, tầm 60.000 một miếng. Thì mấy chị kêu đắt dữ vậy, mặt nạ gì mắc dữ vậy? Nhưng mà mấy chị có bao giờ suy nghĩ những cái miếng mặt nạ khác có giá 20.000, ví dụ như có giá 20.000 đi, thì bất cứ cái sản phẩm nào nó cũng đều có từ nhà nhà người sản xuất đúng không? Rồi tới cấp đại lý, tổng đại lý, xong mới tới đại lý, rồi mới tới tay người bán lẻ mình, tới tay mua lẻ của mình, mà nó chỉ có 20.000 thì mấy chị cái nghĩ cái giá vốn của nó bao nhiêu tiền? Nó chỉ có 20.000 một miếng thôi thì cái vốn của nó là bao nhiêu tiền? Cái vốn của nó chắc chừng tầm 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 vài ngàn thôi. Nếu mà vài ngàn thì mấy chị nghĩ bao bì, bao bì ở đâu? Tiền bao bì, tiền cái miếng giấy đây đâu? Tiền serum ở đâu? Thì mấy chị đang đắp lên mình cái gì trên mặt của mình, mấy chị có biết hay không? Có bao giờ mấy chị suy nghĩ điều đó chưa? Có bao giờ mấy chị nghĩ ngược lại điều đó chưa? Có bao giờ là mình nghĩ lại là ủa, vậy thì nó bán cho mình miếng mặt nạ 20 ngàn thì 20 ngàn nó có cái gì trong đó? Có bao giờ, đã bao giờ mấy chị suy nghĩ về chuyện đó chưa? Mấy chị hay đặt câu hỏi về điều đó. Em nói thiệt với mấy chị á, có rất là nhiều người hỏi về cái giá tiền, nhưng mà em nói thiệt, cái giá trị của sản phẩm á, cái giá trị của sản cái giá cả, cái giá trị của sản phẩm nó sẽ quyết định cái giá cả của sản phẩm. Cho nên á là mấy chị, cái em thấy em có một cái câu mà em rất là tâm đắc, đó là đừng có nghe lời quảng cáo mà hãy nghe vào giá tiền, hãy tin với giá tiền, đừng có tin vào lời quảng cáo. Đừng có bao giờ tin mà của rẻ là tốt, không có, đời đây không có cái món gì mà rẻ mà
ngon hết mấy chị, rẻ mà tốt hết đó. Ngon rẻ thì có, nhưng mà ngon mà tốt là không bao giờ có, rẻ mà tốt mà không bao giờ có, đúng không mấy chị? Ngon mà rẻ thì cũng thì có, không phải không có đâu, nhưng rẻ mà ngon là rẻ mà tốt á, rẻ mà tốt á thì không 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 tin được, đúng không mấy chị? Rẻ thì không, đã tốt thì không thể rẻ. Vì sao? Vì nó phải bỏ công bỏ sức ra, nó phải sử dụng những cái chất liệu tốt, những cái sản phẩm tốt để nó mang tới cho mấy chị cái sản phẩm, thì làm sao có thể mà một cái sản phẩm rẻ tiền mà nó có thể chất lượng tốt được? Nó rất là khó, cái chuyện nó cực kỳ khó. Vì ai làm ăn cũng phải có lợi nhuận, không có ai thể nào mà nói cái câu em bán cho vui, em làm vì đam mê thì ba bữa xẹp dập tiệm, đâu có thể nào mở cửa được. Vì không thể nào làm vì đam mê được, phải có lợi nhuận. Mà lợi nhuận nằm đâu? 20.000 đó thì mấy chị nghĩ cái vốn nó qua phải 4 cấp, ít nhất phải 4 cấp nó về tới tay mình, thì cái vốn đó, cái giá của nó bao nhiêu, cái giá vốn của nó bao nhiêu, giá vốn của nó không bao nhiêu hết, thì mấy chị thấy cái sự khủng khiếp của nó là như thế nào. Cho nên là mình hãy thật là tỉnh táo trong cái việc mua sắm. Cho nên là đôi lúc em nghĩ là mình đầu tư cho cái gương mặt của mình là cái một cái đầu tư mà không có lỗ. Cái đầu tư nó không bao giờ lỗ, sao mà lỗ được, đúng không mấy chị? Sao lỗ được? Vì sao? Vì cái mặt mình là cái mặt tiền, mặt tiền mình làm ra tiền. Và rất là nhiều người có làn da đẹp á thì mới mang lại cái lợi ích, cái kinh tế nó tốt được. Và cái con người mình á, khi mà mấy chị đẹp lên, mấy chị hạnh phúc hơn, mấy chị sẽ cảm thấy là tự nhiên tài lộc, tiền bạc và kể cả những cái điều may mắn đã đến với mình. Vì em khi mà em nhớ có một cái giai đoạn là em bị suy sụp dữ lắm, tức là vì em cảm thấy là lúc em vừa xấu, em vừa khổ, em vừa nghèo, em vừa không có tiền, em vừa, tức là mọi thứ nó giống như là em cảm thấy là mọi thứ nó đang đổ ập vào mình, và em cảm giác là em bị quay lưng, em bị cả thế giới quay lưng. Nhưng mà thực sự sau này khi bây giờ em lớn rồi, khi bây giờ em vui hơn rồi, thì em quay lại thời lúc đó em nhìn lại thì em thấy thật ra em quay lưng với cả thế giới, em quay lưng với cả thế giới chứ không phải cả thế giới quay lưng với em. Đó là sự thật. Vì sao? Lúc đó mình cứ cảm thấy mình ốp dột, mình cứ cảm thấy mình không may mắn với cuộc đời này. Sao mà bắt công với mình như vậy? Tại sao lại đối xử với mình như vậy? Da dẻ thì nó xấu, mà người ngợm thì nó không có được đẹp. Mà nói chung mọi thứ, rồi mình cảm thấy là tại sao mình cứ phải hay gây gổ với chồng mình, rồi mình cứ phải cãi nhau, mình phải, rồi mình thấy là mình làm ăn, công việc làm ăn của mình nó cũng không tốt. Thực ra lúc đó em phát hiện một điều, tại vì mình xấu cho nên mình nổ khùng đó chị. Sáng nội mở thức dậy, soi cái gương đánh răng rửa mặt, thấy cái mặt mụn không, vết thâm không, da thì căng, thì da thì khô, trang điểm thì đánh trang điểm thì móc, mặt móc, tự nhiên thấy chán. Mà thật sự lúc đó, thời điểm em xanh ken xong là cái da mặt em nó kinh khủng như vậy mấy chị, vừa mụn vừa thâm, mà trang điểm mấy chị tin không, bây giờ em có thể trang điểm từ sáng tới tối không trôi một miếng nào. Còn hồi đó mấy chị tin em đánh chỉ có em trang điểm là bị sẽ bị lộ phấn khu hai cái má, bị lộ phấn hai cái má, nhưng mà chỉ trong vòng khoảng 2 tiếng hồi sau là chảy hết, không còn một miếng, là vì da em bị hỗn hợp. Lúc đó da em hỗn hợp là khô hai gò má và nhờn mũi, khu vực mũi cằm và vùng chữ T đó, nghiệt ngã không mấy chị, thấy nghiệt ngã không mấy chị? Tưởng tượng đi, mọi thứ đối với em lúc đó giống như bị đóng cánh cửa, tất cả cánh cửa đều đóng lại với em hết đó. Và suốt ngày em sẽ gây gổ kiếm chuyện với người này người kia, và đặc biệt là em kiếm chuyện với chồng em. Nói chung lúc đó có những lúc em cảm thấy là mọi thứ nó đến bờ vực, nó đến bờ vực mà mình cảm thấy là mình sẽ không còn đủ sức để mà mình níu kéo một gì hết á mấy chị. Mình có muốn làm gì hết, mình chỉ muốn đạp đổ thôi, thật sự luôn. Có bao giờ chị có cảm giác đó không? Cái cảm giác là muốn đạp đổ tất cả mọi thứ, vì cảm thấy là mình không có cái gì để bám víu. Mình cảm thấy là mình bị mọi thứ bị quay lưng lại, cảm thấy rất là buồn, cảm thấy rất là buồn, rất là hụt hẫng, rất là tủi thân, kiểu như vậy. Một cái sự không thể chấp nhận được tại bản thân mình. Nhưng mà điều cái là sau đó là em tỉnh ra mấy chị, em tỉnh ra thì em mới tìm cách. Tại vì thật sự là lúc mà khi mà thời điểm mà cái da em nó xấu như vậy á, là em cũng nhiều cách lắm, em dùng nhiều cách lắm mấy chị. Em cũng mua cái này cái kia, em mua hồi đó kem gì mà thiệt sự mấy chị tin, hồi đó em khổ lắm, không có tiền, mà ai nói cái kem gì mà đẹp á là em mua, em xài. Em đâu biết, hồi đó em không hề biết quy trình chăm sóc da một cái gì hết, em chỉ biết là mua kem về bôi cho đẹp thôi mấy chị tin không? Tức là em chỉ nghĩ là bôi kem là sẽ đẹp,
và em đi mua tùm lum cái gì em mua đó. Hồi đó hàng Ohui đồ gì, SK2 đồ gì, nói chung là những cái sản phẩm cao cấp mắc tiền, hàng của Mỹ của Pháp đồ gì, nói chung là ai chỉ gì em mua đó. Tiền thì không có mà sẵn sàng chi tiền đi mua vào cái đồ đó, về bôi sưng mặt luôn á chị, dị ứng vì da nó hỗn hợp, vừa hỗn hợp vừa bị dị ứng vì em sanh xong hóc môn trong cơ thể nó thay đổi, tức là mình bị thay đổi hóc môn nữa là dị ứng nữa, dị ứng không có chị tin, dị ứng tới mức độ sữa rửa mặt em không xài được luôn, không xài được sữa rửa mặt luôn, kể cả sữa rửa mặt của chị tin không. Cho nên mỗi lần mà xài, mỗi lần mình đi tiệc đi rồi xong về tẩy trang, tẩy tẩy trang xong xài sữa rửa mặt xong rồi đó là coi như tự thấy kinh dị luôn, không thể chịu đựng nổi luôn, kinh hoàng luôn á chị. Thì bắt đầu là lúc đó là kiểu như cảm thấy là hết cách rồi, giống như kiểu mình không có còn cách gì nữa hết đó chị, chả còn cách gì để mình có thể đẹp nổi hết á, muốn buông xuôi với chị, thực sự là muốn buông xuôi lắm. Thì lúc đó là mới nghĩ là mới bà chị mới nói thôi bây giờ mày xài thử tinh dầu bơ đi, mà thật sự hồi đó tinh dầu bơ em không biết là để dưỡng da mấy chị, em tưởng nó dùng để mà bôi cho nó khỏi bị rạn da, dặn da bụng, và em bôi tinh dầu bơ trên bụng em, hai đứa con, đứa nào em cũng bôi tinh dầu bơ, và cái bụng em không hề có một vết rạn, thẳng tưng đẹp, không có một vết rạn nào. Cái chỗ mà em không bôi á thì nó có hơi, nó có em hồi đó em hồi em sanh con ca, hồi có bầu bé cam không có biết, thì đầu là em chỉ bôi phía trên, em lại không bôi phía dưới, em không bôi phía dưới thì khi mà sanh xong em phát hiện là ở phía dưới nó bị hai đường, nó bị hai cái đường 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 đường, đường rạn. Thì sau đó em rút kinh nghiệm xong sanh thằng Ken, cái bầu Ken lại em bôi hết luôn, thì em sanh Ken không có một vết nào luôn. Bôi tinh dầu bơ thì hồi đó cứ nghĩ là tinh dầu bơ chỉ dùng để bôi bụng thôi, thì bà chị mới nói mày lấy bôi tinh dầu bơ mày bôi mặt thử coi nó đỡ không, vì nó là hoàn toàn thiên nhiên và nó tắt cái gốc dầu rồi, cho nên là nó sẽ làm cân bằng cái da em lại, vì da em là da hỗn hợp, lúc đó nó hỗn hợp thì nó bị dầu vùng chữ T và khô hai cái má. Thì thực chất á, là khi da dầu tức chất là mình khô quá nó dầu, cho nên nó là mình sẽ dùng tinh dầu bơ để mình cân bằng hết lại. Thì may quá mấy chị, em bôi tinh dầu bơ thì da em nó đỡ hẳn luôn, vết thâm đầu này kia nó giảm, vết thâm đầu này kia nó giảm hẳn luôn, và bắt đầu da em bắt đầu nó căng trở lại, nó không có, nó đỡ cái tình trạng bị khô bị hỗn hợp đó, nó đỡ tình trạng đó và bắt đầu em trang điểm được, tức là em trang điểm bắt đầu nó vẫn được rồi, là bắt đầu em thấy em mừng rồi. Thì em mừng rồi thì bắt đầu em lúc đó em có lên livestream em bán hàng, thì một thời gian thì bắt đầu là con bạn em á nó có coi live của em bạn, nhưng mà nó ở ngoài Bắc đó, thì nó mới nói em là nó biểu em là bây giờ mẹ bà sao cái da có vẻ là nó không có được tươi, bây giờ xài mặt nạ thử đi. Thì nó gửi cho em một cái miếng mặt nạ như thế này mấy chị, nó gửi cho em miếng mặt nạ như thế này, thì em nói thiệt cho mấy chị, nó gửi cho em 2 tháng em xài, em không xài, không xài vì lý do tại sao, em nghĩ chắc thôi không ăn nhầm gì đâu, không ăn nhầm gì đâu. Thì mấy chị biết không, cái đầu này nó mới nhắn tin, nó mới hỏi là ủa mày xài chưa, thì em cũng ngại nó, em nghĩ thôi em xài thử đi, em xài thử thử coi nó được không, nó có dị ứng hay không, nếu mà dị ứng thì thôi, nói với nó là dị ứng không xài được. Thì bắt đầu khi mà em xài thử là em ghiền luôn á chị, em xài thử xong em ghiền luôn, vì sao, vì đắp lên nó mát, cái kiểu cảm giác cái lần đầu tiên được đắp mặt nạ chị, thực sự nó rất là sung sướng. Bây giờ thì nó cái cảm giác sung sướng nó giảm xuống nhiều rồi, bởi vì sao nó giảm nhiều, tại vì mình quen rồi, giống như mình được ăn no, mình ăn ngon đã rồi, sướng rồi, mình đâu có mình không có còn cảm giác sung sướng như cái lần đầu được ăn ngon đó nữa. Thì cái lần đầu tiên mà khi đắp mặt nạ đó, cảm giác em thẳng em thấy thật là sung sướng đó chị, em bất ngờ luôn, em nghĩ trời ơi tại sao đắp mặt nạ sướng như thế này mà mình không hề biết, trước giờ mình không hề biết đắp mặt nạ sướng như thế này, mình không hề biết là đắp mặt nạ có thể là cả làm cho mình cảm thấy là mát mẻ, mà cảm thấy cái da mình nó dịu một cách thoải mái như thế này luôn, không hề biết với chị, em không tin, em không biết. Thì sau khi đắp xong là thật sự em cảm thấy em rất là thích, em nói trời ơi công nhận luôn, đẹp quá Hoài ơi, da nó đẹp. Thôi bây giờ mày gửi cho bà, gửi cho tôi một bộ một hộp luôn đi, tôi xài thử một liệu trình. Hồi đó là nó cho em một miếng, xem biểu nó giao luôn cho em một liệu trình em xài thử. Thì nói thẳng với mấy chị, sau khi em xài một liệu trình là em xài 2 tháng, em kết hợp với tinh dầu bơ. Hồi đó em xài tinh dầu bơ và mặt nạ, em chỉ xài tinh dầu bơ và mặt nạ không thôi. Mấy chị biết không, trong vòng 2 tháng thôi da nó khác hẳn, da em khác hẳn. Chị nào rảnh có thời gian coi lại cái like của em, những cái ngày đầu tiên coi like và sau đó khoảng chừng 2 tháng khi mà em giới thiệu mặt nạ với mấy chị, thì mấy chị thấy da em khác hẳn luôn, nó khác hẳn luôn, toàn bộ những vết thâm trên mặt em không còn nữa, và bắt đầu da em nó căng, nó mướt, nó căng và nó mướt. Quá vậy em bắt đầu em chăm sóc da này kia, và thật sự khi mà em thấy mình đẹp lên
mình đẹp lên thì bắt đầu là giống như tài lộc của nó tới, tức là em làm ăn cũng được, tự nhiên em làm ăn tiền bạc nó cũng thoải mái hơn, nó cũng xông xênh hơn, rồi vợ chồng cũng ít cãi nhau. Tại vì sao? Vì mình đẹp rồi mình vui mấy chị, mình vui, mình sáng mình soi gương mình thấy mình đẹp, mình vui, mình không có thích cãi lộn với ai hết đó mấy chị, mình không có sân si, mình thấy chồng mình cũng dễ thương luôn, mình không có cãi lộn nữa. Chứ còn hồi xưa mình xấu mấy chị, mình thấy gây, mình thích gây lộn với chồng mình lắm mấy chị, thấy mặt chồng mình là mình muốn cãi lộn thôi, mình muốn gây thôi, không ưa, tại mình xấu mà mình muốn kiếm chuyện, đại loại mình xấu người là mình sẽ xấu nết luôn mấy chị, đó kiểu như vậy. Thì sau khi em thấy em đẹp lên, em thấy em đẹp nết hơn hẳn mấy chị, em bớt cãi lộn với chồng, em hết sân si, bớt gây lộn thì em thấy mọi thứ nó tốt hơn. Thì giống như em, cho nên em rất là thích cái câu thay gia đổi vận, em rất là thích cái câu đó. Và em thấy cuộc đời này thật là hạnh phúc vì mình đã tìm được cái đã đi đúng, mình đã làm được việc đúng, mình đã làm đúng. Và sau đó thì em tìm hiểu thì em mới biết là mình phải chăm sóc da như thế nào, thế nào, thế nào, mình sẽ dùng những cái bước gì. Rồi sau đó là em dưỡng dần, thì bây giờ là bên cạnh cái việc đắp mặt nạ em còn dùng bộ thanh xuân, rồi em dùng kem, dưỡng ban ngày, em dùng kem chống nắng, nói chung là em không thiếu một bước nào hết. Cho nên bây giờ da em, nếu chị nào có thêm em theo dõi em thì biết rất rõ là da em nó đẹp lên mỗi ngày, đẹp lên mỗi ngày, đẹp lên mỗi ngày. Tí xíu nữa khi mà em gỡ mặt nạ em sẽ cho chị thấy em có một cái đồng tiền ở chỗ đây. Và nói thiệt, biết nếu mà chị xem cái like, những cái like cũ của em chị sẽ không thấy cái đồng tiền đó, không thấy đồng tiền đó. Vì sao? Vì lúc đó cái da em nó cũng vẫn còn chảy xệ thì không có thấy. Mà em có cái lúc đồng tiền đó là hồi nhỏ có, nhưng tới lúc lớn thì mất tích luôn vì da nó chảy xệ dần. Thì sau khi em xài vào thanh xuân nó nâng cơ mấy chị, và nó thấy lại được cái lúc đồng tiền nhỏ nhỏ, một đất thực nó gọi là hột gạo chứ cũng phải lúc đồng tiền mấy đâu mấy chị, nó là cái hột gạo nhỏ nhỏ. Và tự nhiên rất là dễ thương và rất là nhiều khách phát hiện luôn, nhiều khách nói ủa sao giờ này thấy nguyên nó có cái lúc đồng tiền, nhiều người phát hiện luôn mấy chị, rất là mừng, thực sự là rất là mừng cuộc sống, mình cảm thấy mình vui hơn hẳn luôn, vui hơn hẳn đó. Thì cái việc mà chăm sóc da nó là nó mang lại những cái niềm vui rất là sung sướng. Đôi lúc mình cứ nghĩ là mình tốt rồi, mình hy sinh, mình làm công chuyện nhà là tốt là giỏi rồi, rồi mình kiếm tiền giỏi là mình giỏi rồi, chồng mình sẽ không phụ mình đâu, không có mấy chị, gái có công chồng không phụ, không có. Bây giờ hết rồi, hên xui, gái phải đẹp thì chồng mới không phụ mấy chị. Và nếu mà chồng nó có phụ mà mình đẹp á, mình cũng sướng nữa, đúng không? Mình đi, mình vui, dù như mình cảm thấy mà nếu mà người đó không xứng đáng với mình thì mình tiễn người đó lên đường, mình tìm người khác mang lại hạnh phúc cho mình, đúng không mấy chị? Chứ còn nếu giờ mình cứ hy sinh xong cái mình xấu nội mà mình xấu không là mình coi mình cũng cay cú rồi, mình cũng tức rồi. Cho nên mình phải đẹp mấy chị, gì thì gì cũng phải đẹp, gì gì phụ nữ phải đẹp, không được xấu, xấu là một cái tội với bản thân, đúng không? Nhưng mà đẹp không phải để giữ chồng, mà đẹp để mà mình hạnh phúc. Mấy chị phải nhớ điều đó, phải có tư duy đó để mà mình cảm thấy mình sung sướng. Chứ còn đừng có nghĩ là mình phải đẹp để mình giữ chồng mình. Ủa tại sao mình không nghĩ là mình chồng mình phải giữ mình mà mình phải giữ chồng mình mấy chị? Không, đừng có điều đó. Mà mình đẹp đó cho mình vui trước đã, mình vui và mình hạnh phúc trước đã. Nói thiệt với mấy chị, không biết mấy chị nghĩ sao chứ, thiệt sự sáng thức dậy soi gương thấy cái mặt mình đẹp mà mình cũng vui, thức dậy thấy cái mặt mình tươi mình cũng vui. Chứ bữa nào thức dậy thấy cái mặt mình nổi một cái cục mụn là muốn cãi lộn rồi, là muốn gây lộn với tất cả mọi người rồi, đúng không mấy chị? Đó, em là vậy đó. Nói ra thì thấy nó hơi sân si nhưng mà sự thực tế là như vậy. Thì cái mặt nạ này mấy chị có thể đắp trong vòng 20 phút tới 30 phút. Những cái chị nào mà mới á, mới đắp mặt nạ thì em khuyên nha, mấy chị xé cái miếng mặt nạ ra xong mấy chị lấy cái serum. Trong này có rất là nhiều serum nha, rất nhiều serum, mấy chị lấy cái serum này. Serum này nè, lấy serum, bôi serum ra nha. Cái mình bôi ngay ở dưới đây, ngay cái cằm mấy chị. Bôi vô đây một chút cho em xem nó có ngứa không. Nếu như nó ngứa rần rần luôn, nó ngứa rần rần luôn thì mấy chị rửa đi. Và mấy chị lấy cái miếng mặt nạ đó mấy chị cho chồng mấy chị đắp. Rồi là nguyên cái hộp đó trả lại cho em sẽ trả tiền lại cho mấy chị. Còn nếu như á mà không sao hết, nó chỉ hơi, nó có thể là sẽ hơi tăng tăng, nó hơi châm chích, nó hơi tăng tăng là vì sao? Vì lâu quá mình không chăm sóc da, hoặc là mình dùng sản phẩm mới thì nó sẽ hơi châm chích như vậy, nó không sao hết. Thì tiếp tục đắp cho em, cứ đắp một thời gian nó sẽ không còn châm chích nữa. Như em mới đầu tiên khi mà em đắp mặt nạ cũng bị châm chích mà, nhưng mà em sướng quá cả, phê, nó mát quá, nó phê mấy chị, mát phê sung sướng đắp đó. Và bây giờ nó rất là sướng thiệt, 20 phút cho tới 30 phút là được. Này em bây giờ tới lúc em phải đi tháo mặt nạ rồi, tháo ra xong mình rửa mặt nha, tháo mặt nạ xong đi rửa mặt cho em nha, chứ không có để cái mặt mặt nạ gì không nha mấy chị, không tốt nha. Và không, tuyệt đối không đắp mặt nạ qua đêm. Chị nào mà có thói quen đắp mặt nạ ngủ qua đêm thì bỏ giùm cho em,
rất là nguy hiểm. Vì sao? Vì khi nó bắt mặt, cái mặt chị hút hết cái dưỡng chất của cái mặt nạ này vào mặt thì hết rồi, bắt đầu nó mặt nạ, cái mặt nạ, cái cơ chế cái mặt nạ thì cái chỗ nào ẩm hơn nó sẽ nó ẩm hơn thì nó sẽ hút vào. Thì khi mà mấy chị đắp, nó hút hết cái độ ẩm của cái miếng mặt nạ này thì tự động nó, da của mình nó sẽ, cái miếng mặt nạ nó sẽ hút ngược trở lại cái độ ẩm trong da của mình ra. Cho nên tuyệt đối không có đắp mặt nạ qua đêm giùm em nha, không nên ha. Đó là một thói quen cực kỳ xấu. Bây giờ em đi rửa mặt đây, em đi rửa mặt nha mấy chị, rửa lại bằng nước sạch cho em nha, nước rửa lại bằng nước lạnh, nước mát, không có rửa bằng nước ấm nha mấy chị, không rửa bằng nước nóng nha, đừng có nên rửa mặt bằng nước nóng nha mấy chị. Đây, sau khi là mình rửa, mình đắp mặt nạ xong, khi mà mấy chị đi rửa là cái mặt, cái cảm giác của cái tay của chị khi mà rửa lên mặt của mấy chị nó đã mượt hơn rất là nhiều, rất là thích. Và sau khi mấy chị đắp mặt nạ xong, cái mặt của chị, mấy chị nó mát như là có đá vậy, mát lạnh nha, rất là sướng luôn, nó rất là hạnh phúc. Nói chung là cảm thấy rất là da của mình nó mịn, nó mềm hẳn luôn á chị. Đó, nó mềm hẳn luôn. Đây nè, em có một cái lúm đồng tiền nhỏ nhỏ, giờ cười mới thấy không? Nhiều khi em nói cũng thấy, bây giờ mà cười nói mới thấy chứ hồi xưa là không có thấy. Hồi xưa không thấy được. Chị nào có thể xem cái like cũ của em là hồi xưa không có hề thấy được cái hột gạo cho em chỗ đây, không có thấy được. Vì lúc đó cái mặt em nó còn hơi sệ sệ, bây giờ thì nó căng hơn rồi, thấy nó rõ hơn. Đấy, thì á là em xài bộ thanh xuân, em xài bộ thanh, sau một thời gian xài bộ thanh xuân thì em thấy điều đó. Và em bị một hai cái mụn thịt chỗ đây này, một hai mụn thịt chỗ đây, và em xài một thời gian em thấy cái, em xài bộ thanh xuân em thấy mụn thịt bay luôn. Thì có thể là nhờ cái cơ, có thể cơ địa của em nó hợp với sản phẩm này cho nên nó được điều đó. Còn có những chị nào mà nó không phù hợp thì nó có thể chậm hơn hay nó như thế nào, nhưng mà em, như em bản thân em xài, em trải nghiệm thì em cảm thấy rất là tuyệt vời. Và rất là nhiều khách của em trải nghiệm sản phẩm bộ thanh xuân này và lên nói với em là Quyên ơi, em phải bán hoài cho chị, em mà không bán hoài là chết liền, vì cái bộ thanh xuân này chị xài chị sướng quá, chị thích quá đi, độ mà sáng thức dậy soi gương là tự là cười hoài luôn. Còn nhiều chị là xài một thời gian thấy đẹp, da đẹp của chị, cái chị còn còn được trai trẻ tán nữa chứ. Đó là em nói thiệt luôn, trên like em, trên like mấy chị vào comment như vậy luôn, chứ không phải là ở đây em tự động em nghiễn ra em bịa chuyện, không hề. Mấy chị có thời gian chị có thể coi like của em, theo dõi like của em, chị sẽ biết là khách hàng của em họ phản hồi cực kỳ tốt về sản phẩm này. Đấy, thì bây giờ bộ thanh xuân này, sau khi em đắp mặt nạ xong thì em sẽ bôi bộ thanh xuân. Mặt nạ một tuần mình đắp 2 lần mấy chị, 2 tới 3 lần. Em một tuần em đắp 3 lần. Một tuần em đắp 3 lần. Còn mấy chị, nếu chị nào có không ít, ít thời gian hơn em thì một tuần đắp 2 lần. Còn không thì nên đắp 3 lần. Còn chị nào mà có coi như là ví nặng hơn thì có thể đắp một tuần hết, nguyên tuần luôn cũng được, không sao hết. Nhưng mà theo em thì chị đắp khoảng 3 lần là đã đẹp rồi. Đắp 3 lần đã đẹp và nó vừa tiết kiệm chi phí nữa. Trong này các cái serum, trong cái mặt nạ này, trong cái mặt nạ này nó có cái bịch, trong mặt bịch nạ này nó có serum rất là nhiều. Thì có một số chị tiết kiệm á, là mấy chị sau khi đắp xong á, là mấy chị sẽ nặng cái mặt, cái serum ở trong này ra, thì mấy chị để trong một cái hũ nhỏ nhỏ, hũ nhỏ nhỏ mấy chị để trong tủ lạnh, là bắt đầu xong là mấy chị hôm nay mấy chị đắp mặt nạ, ngày mai mấy chị lấy serum mấy chị bôi, nó cũng giống mặt nạ vậy, nó cũng được như mặt nạ vậy đó, mà điều nó cái nó sẽ không hấp thụ bằng thôi, nó sẽ không hấp thu hết được, tại vì khi mới có mặt cái miếng mặt nạ nó có cái miếng giấy đó, cái miếng giấy nó có cơ chế để mà nó hấp thụ hết tất cả dưỡng chất vào da của mình. Còn nếu mà không có thì nó sẽ hấp thụ không được nhiều bằng, nhưng mà nó vẫn có tác dụng. Cho nên là mình có thể sử dụng cái serum nó lên bôi mặt, hoặc có thể bôi tay bôi chân cũng được, tùy mấy chị thích sao mình xài cái đó nha. Còn cái này là bộ thanh xuân, bộ thanh xuân này thì hôm nay em sẽ hướng dẫn chị cách sử dụng. Đầu tiên, cái bước đầu tiên của cái bộ thanh xuân này là tông nờ, cái này, cái chai này. Vì sao cái chai tông nờ này nó tới 120ml, và thật sự em xài 3 tháng, hơn 3 tháng rồi mà nó mất có nhiêu đây thôi, em biết chừng nào nó mới hết. Cho nên là cái bộ thanh xuân này thật sự lúc đầu tư thì mình thấy số tiền nó hơi nhiều, nhưng mà mấy chị thấy, mấy chị xài, mấy chị thấy nó rất là lâu, lâu hết lắm. Em nghĩ bộ này mấy chị phải xài 6-7 tháng nó mới hết, 6-7 tháng mới hết, chứ không có hết nhanh, hết liền được, không có thể hết liền được. Mà nguyên một bộ thanh xuân này là 2,4 triệu, nguyên bộ thanh xuân này thực chất nó là 2,770,000, nhưng mà khi mấy chị mua nguyên bộ thì giá em sẽ bán cho mấy chị chỉ còn 2,4 triệu thôi, 2,770,000. Nhưng mà khi mấy chị mua nguyên một bộ 4 món thì chỉ còn có 2,4 triệu thôi. Và em sẽ tặng thêm cho mấy chị một miếng mặt nạ và xài thử. Chị nào mua bộ thanh xuân em sẽ tặng một miếng mặt nạ và xài thử. Hoặc là nếu chị nào lấy một liệu trình mặt nạ em sẽ tặng cho một cái máy rửa mặt nha. Rồi, 2,4 triệu, một liệu trình, một liệu, một bộ thanh xuân như thế này. Thì bước đầu tiên
của cái bộ thanh xuân này mình sẽ đánh là mình sẽ sử dụng, đó là mình sẽ sử dụng toner. Một tuần mình đắp mặt nạ 3 lần, còn nếu hôm nào không đắp mặt nạ thì mình bỏ bước mặt nạ ra, thì sau khi mình rửa mặt xong hoặc là sau khi mình tẩy tế bào chết xong thì mình sẽ bôi tới bộ thanh xuân này nha mấy chị, đừng quên nha. Đây, đầu tiên là sẽ là toner. Toner để dùng làm cái gì mấy chị? Toner nó là một cái bước giống như một bước đệm cho da, nó là một bước giúp cho tất cả các sản phẩm sau nó sẽ được hấp thu hết toàn bộ vào da. Nếu như mình chăm sóc da mình không sử dụng toner thì mấy chị chỉ hấp thụ được khoảng từ 70 tới 80% các sản phẩm dưỡng da phía sau. Còn nếu như mà mấy chị sử dụng toner thì mấy chị sẽ hấp thụ được hết 100% các cả các sản phẩm dưỡng da phía sau. Và cái toner này nó cân bằng bằng độ ẩm cho da của mấy chị, cân bằng độ ẩm làm se khít lỗ chân lông. Những chị nào lỗ chân lông to xài tinh xài bộ thanh xuân một thời gian sẽ thấy cái lỗ chân lông se khít thẳng luôn, nhỏ hẳn luôn, se khít nhỏ hẳn luôn, và cái da của mình bắt đầu nó gọn lại và nó săn chắc lại. Mấy chị xài đi, mấy chị sẽ biết. Thì đầu tiên em sẽ bôi cái toner lên trước. Em xịt ra tay như thế này nè mấy chị. Em có thói quen xịt ra tay như thế này. Vì sao em nói cái bộ thanh xuân này á, nó có tên là thanh xuân. Nó tên thanh xuân là bởi vì sao? Nó là cái chống lão hóa và nâng cơ. Chống lão hóa cho nên nó mới kéo cái tuổi thanh xuân của mình trở lại được, là vì nó chống lão hóa. Cho nên những cái chị nào đang trị nám thì mấy chị sử dụng bộ thanh xuân này kết hợp với lại những cái kem trị nám á, thì nó rất là tốt và nó sẽ hỗ trợ cho cái quá trình trị nám của mấy chị. Vì sao hỗ trợ? Vì cái sự mấy chị bị nám á, là cái sự lão hóa của da của mấy chị nó sẽ làm da chị nó càng nám hơn, đúng không? Thì bây giờ cái bộ thanh xuân này nó giống như nó giống một cái khóa vậy, nó có một cái khóa để mà khóa cái lão hóa của mấy chị lại, khóa cái lão hóa đó lại thì mấy chị trị nám nó sẽ nhanh hơn, nó sẽ ổn định hơn, tại vì nó không có bị lão hóa, da mình nó không có lão hóa nữa, nó không có bị lão hóa thêm, thì nó sẽ cái quá trình trị nám nó sẽ nhanh hơn, đúng không? Còn cái này là nó sẽ chống lão hóa cho da của mấy chị luôn đó. Cái này là chống lão hóa và nâng cơ rất là tuyệt vời luôn. Ví dụ như mấy chị bị lão hóa, dụ như dụ như tới tuổi 50 thì nó sẽ lão hóa 50% đi. Thì mấy chị xài cái bộ này thì nó sẽ giúp cho mấy chị giảm được cái độ chống lão, nó sẽ giảm cái độ lão hóa đi. Ví dụ như 50 thì còn 4 thì nó giảm đi còn 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 10 thôi. Còn dụ như 60 tuổi thì nó là 70 thì nó giảm còn 40 30. Kiểu như vậy để cho cái da mình sẽ đỡ sự lão hóa hơn. Bên cạnh đó mình sẽ hỗ trợ vào các bước bên trong, ví dụ như mình ăn uống, rồi là mình có thể uống thêm collagen. Rồi mình có thể sử dụng các sản phẩm chống lão hóa, ví dụ như thuốc ngậm chống lão hóa rồi này kia. Rất là nhiều sản phẩm mà nó giúp ngăn ngừa cái sự chống lão hóa. Nhưng mà bên cạnh đó thì mình phải việc bên ngoài là mình vẫn phải bôi. Mình phải bôi để làm chi? Để da mình nó căng nó mướt. Chứ còn không, nếu mà không có thì nó cũng sẽ không có ổn định được. Thì đó, thì sau cái bước tông nờ là mình sẽ sử dụng cái serum. Đây là cái serum nha mấy chị. Cái bao bì này của em là bao bì cũ, tại vì em xài rồi, gần hết rồi. Cái bao bì mới của nó là mình nặn ra tay nó dễ hơn. Cái này thì nó hút ống thì nó hơi 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 cực đó. Thì hút ống này mình nặn ra da ra tay hay là hút ống gì đó, mấy chị cũng chỉ sử dụng khoảng một giọt này, hai ba bốn năm giọt thôi mấy chị nha, đừng quá nhiều nha, chị đừng bôi quá nhiều. Rất là nhiều chị bôi nhiều ơi là nhiều, xong cái đầu da mình bị dầu. Vì sao? Hấp thụ không hết dầu sao? Rất là nhiều chị bôi kem dưỡng, bôi cực kỳ nhiều, lấy rất là nhiều để bôi lên mặt, vì nghĩ là bôi càng nhiều thì da mình sẽ càng được hấp thụ nhiều. Không có đó chị, nó chỉ tới đó thôi. Giống như mấy chị dạ dày, mấy chị vậy chứ, mấy chị ăn nhiều quá mấy chị bị béo phì chứ đâu có thể nào mà nó khỏe được. Không ăn thì chết, nhưng mà ăn vừa đủ thì nó sẽ khỏe, mà ăn quá nhiều nó sẽ bị béo phì. Thì giờ chăm sóc da cũng vậy, nếu mấy chị lấy một lượng quá lớn mấy chị bôi lên da mấy chị nó sẽ bị dầu. Vì sao? Nó dư cái sản phẩm nó, cái lượng mà kem dưỡng nó dư ra nó làm gì, nó ở trên da của mấy chị nó không có cách nào nó tự đào thải được hết trơn á, thì nó sẽ biến thành dầu. Nó biến thành dầu rồi cái da mình nổi mụn, hỏi sao em nổi mụn, đúng không mấy chị? Cho nên là vừa phải thôi nha. Đó, những cái chỗ dụ như mắt này nó hay, nó dễ bị nhăn nè, đó bôi vô nhiều nhiều một tí xíu. Và sau đó sau bôi serum xong, mấy chị làm gì cho em này, mấy chị vỗ như thế này một tí. Để anh chị chỗ nào mình muốn
mình muốn nó thấm vào nhiều quá thì mình vỗ nó nhiều một tí xíu. Ví dụ như ngay mắt này, mắt nó hay bị nhăn lắm. Em hồi xưa là em không cần nói cái mắt nó cũng nhăn nha, mà bây giờ là em phải cười thì nó mới nhăn. Em cười mà em cười sơ sơ nó cũng không nhăn. Hồi xưa em chỉ cần cười một cái thôi là nó nhăn quéo cái mặt em liền. Nói chung là sau khi xài bộ thanh xuân em thấy cái da em nó đỡ có vết nhăn. Vết nhăn em đôi mắt rồi nó đỡ hẳn luôn á. Và da nó có độ đàn hồi rất là tốt. Đấy. Sau khi bôi serum xong thì xài tới cái sữa dưỡng này nha, sữa dưỡng này. Cái serum á là nó chống lão hóa. Chống lão hóa và nó nâng cơ. Rất là tốt. Đây. Sữa dưỡng này nó cung cấp độ ẩm nè, cung cấp độ ẩm cho da của mấy chị, rất là ẩm, rất là mượt. Mấy chị bôi cái bộ thanh xuân lên da, mấy chị thấy cái da mình nó mượt lắm, nó mướt rượt à. Sáng ngủ dậy cái cảm giác mà khi buổi sáng mình ngủ dậy nó sướng lắm mấy chị, cái da mặt mình nó mướt rượt vậy, rờ cái mặt nó không có một cái hột dột dầu nè, không có hề đổ dầu đổ đồ gì hết. Hồi xưa mấy chị ngủ dậy mấy chị hay bị đổ dầu đúng không, thì mình bôi bộ thanh xuân này sáng dậy không thấy đổ dầu, thấy cái da mặt nó mướt mà nó mướt rượt mà nó mềm mà nó mướt, nói chung sướng lắm chị, cái cảm giác nó thật là sung sướng thiệt. Những cái chị nào mà bị nỗi khổ mà da dầu rồi bôi này một thời gian thấy nó đỡ dầu tự nhiên mình mừng vậy mà chị, mừng lắm đó. Sau khi mình bôi cái sữa dưỡng xong thì mình sẽ bôi tới cái kem dưỡng ban đêm này, kem dưỡng ban đêm này nha. Chị nào mà đang xài kem trị nám á thì bôi cái này xong, bôi tới kem trị nám xong là bôi tới cái sữa dưỡng này, cái kem dưỡng này cuối cùng. Lấy một lượng vừa phải thôi nha mấy chị, đừng lấy quá nhiều giùm em nha. Lấy quá nhiều là nó sẽ bị dầu. Em lại buông bôi lên nữa vậy, em không có bôi xuống nha. Đó. Thiệt giờ không còn cái máy nâng cơ nào để mà xài luôn. Cái máy nâng cơ của em, cái máy mà di tinh chất của em á, em nó bị chiếm đoạt. Giờ không còn. Buồn ghê. Giờ phải bôi tay. Nhà em nó qua nó thấy vớt gì luôn. Giờ không có xài, tại vì để dành để tặng cho mấy chị á, không có dám xài. Xài thế nào? Lấy ra xài là thiếu công bị la khổ lắm chứ. Đấy massage đó mấy chị, sau khi mà mình bôi kem đó, mình đã bôi kem xong là bây giờ mình có thể đi ngủ được rồi. Bước này xong là mình có thể đi ngủ được rồi. Thì buổi sáng em thức dậy á, buổi sáng em thức dậy em vẫn sẽ bôi kem dưỡng nữa. Buổi sáng thức dậy hôm nào á mà em không đi đâu á là em sẽ bôi tinh dầu bơ. Sáng thức dậy không đi đâu bôi tinh dầu bơ, còn hôm nào em đi đâu á là em sẽ bôi cái kem dưỡng trắng da, kem dưỡng trắng da chống lão hóa này. À, đây đây kem dưỡng trắng da chống lão hóa hai da ba nha. Chị nào thích trắng thì bôi cái này vì nó sẽ sáng, nó sẽ trắng trắng lên 1-2 tông da, xài một thời gian chị sẽ thấy trắng rất tốt. Và cái kem này á chị nào xài rồi mê luôn, xài là mê, rất là thích, rất là sướng, hứa luôn, rất là thích luôn, hứa với mấy chị luôn. Cái kem dưỡng trắng da chống lão hóa này cực kỳ thích. Thì buổi sáng đó là hôm nào em đi đâu em sẽ bôi cái kem dưỡng trắng chống da chống lão hóa này, sau đó em bôi tới tới kem chống nắng. Kem chống nắng là một bước không bao giờ được quên, sau đó em sẽ bôi tới kem chống nắng, không bao giờ được quên bôi kem chống nắng. Và nhớ giùm em một điều, trước khi bôi kem chống nắng phải bôi kem dưỡng, phải bôi kem dưỡng, không nên không được bôi kem chống nắng trực tiếp lên da mặt của mấy chị, vì kem chống nắng rất là mạnh, rõ ràng rất là mạnh. Và rất là nhiều chị tự nhiên bôi kem chống nắng thẳng lên mặt xong rồi hỏi em sao sao tự nhiên nó ngứa. Nó ngứa là đúng rồi, bản thân em đây da em chỉ cần cái thời điểm nào mà nó hơi yếu một tí mà em chỉ cần bôi kem chống nắng thẳng lên mặt em nó sẽ ngứa liền. Vì sao? Vì nó rất là mạnh và mình phải có một cái lớp dưỡng bên dưới để nó dưỡng cái da mình, nó làm cái lớp bảo vệ.
sau đó mình bôi kem chống nắng lên thì nó sẽ kem chống chia tia, nguyên tắc là của việc bảo vệ là thế nào, kem dưỡng xong tới kem chống nắng xong nó tới mắt mới tới trang điểm, nó tới trang điểm nha mấy chị. Cho nên mấy chị đừng bao giờ quên, đừng bao giờ quên bôi kem chống nắng ở dưới xong đó mình bôi mình trang điểm ở trên. Thì mình nhưng mà trước lúc bôi kem chống nắng phải bôi kem dưỡng, nhớ giùm em, đừng có bôi kem chống nắng lên mặt xong rồi hỏi em là tại sao nó lại ngứa, vì 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 da của mình nó sẽ không chịu nổi mấy chị, sẽ không chịu nổi nha. Thì mình phải bôi kem nhưng mà không bao giờ được quên kem chống nắng, vì nếu như mấy chị quên kem chống nắng thì da của mấy chị sẽ thứ nhất sẽ bị sạm, bị nám, đặc biệt những chị nào bị nám mà không xài kem chống nắng thì đừng có trị nám làm chi, nó không có tác dụng em nói thiệt. Cho nên phải xài kem chống nắng ban ngày, nếu như mình đang trị nám một ngày phải khoảng 3 tiếng phải bôi lại một lần, chứ không phải là chuyện bôi xong một lần là xong đâu, phải 3 tiếng bôi lại một lần, 3 tiếng bôi lại một lần, đặc biệt với chị bị nám nha. Với chị mà không nhớ điều đó thì da của chị sẽ càng ngày càng nám, nó không có bớt được, nó không bao giờ bớt được nha. Và nhớ là phải bôi kem dưỡng ở dưới giùm em, đừng có không bôi kem dưỡng xong rồi là hỏi em làm sao nó lại ngứa. Chăm sóc da nó sẽ gồm những cái quy trình như vậy, mình phải tuân thủ. Nếu như mấy chị tuân thủ hết thì em hứa với chị, da của chị một thời gian càng ngày nó sẽ càng khỏe mạnh, nó càng khỏe mạnh và nó càng đẹp, và lúc đó là mình sẽ cảm thấy mình cảm thấy là mình sẽ vui lắm, mình sẽ sướng lắm, vì vì mình đẹp á, là mình giống như kiểu đại loại là giống như mình đẹp rồi mình sẽ tha thứ cho cả thế giới, kiểu như vậy đó mấy chị, kiểu vậy ý vậy đó nha. Ok rồi, chị nào chưa chăm sóc da thì bây giờ chăm sóc da đi để mà mình đi ngủ ha. Rồi bye bye, hẹn gặp lại mấy chị vào ngày mai. Bây giờ chúc mấy chị ngủ ngon, bây giờ em đi ngủ đây, bye bye.